Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về một thông điệp rất ý nghĩa. Hãy cùng chúng ta bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta, trái đất nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu xanh lam để tô màu cho những đám mây. Thêm một chút màu đỏ để tô màu cho ông mặt trời này. Mình sẽ lại bỏ lớp cát tươi này ra ngoài nữa ạ. Và mình sẽ tô màu xanh cho những cái tán cây đang mọc ở trên trái đất này. Một chút màu nâu để trang trí cho phần những cái cây này nữa nha. Theo mình sẽ sử dụng màu hồng để tô cho hai bàn tay đang nâng quả địa cầu này. Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh YouTube chân cát của mình nhé. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phủ một lớp màu cát lên trước tinh khí cầu này nhé. Và mình sẽ sử dụng màu xanh dương để tô cho quả địa cầu này nhé. Màu
Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về thông điệp rất ý nghĩa. Hãy cùng chung tay bảo vệ trái đất này. Ừ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Và cùng chờ đón những sơ thi tô màu tiếp theo trên kênh này của mình nhé. Bye bye.